Hello, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì như các bạn thấy ở đây đang có 6 mùi hương của nhà Maison Margiela Replica. Và hôm nay thì mình là khách mời. Và toàn bộ số nước hoa này thì đều là của Minh. Và nếu như các bạn thấy gương mặt này quen thì Minh đã xuất hiện trong một cái video cùng mình vui chơi ở Ireland. Thì em có thể giới thiệu lại cho những người có thể lần đầu xem kênh. Ok, thì xin chào tất cả mọi người, mình là Minh, mình là bạn của anh Kiên. Thì lần trước mình cũng đã xuất hiện ở trong một cái clip là review nước hoa tại shop Ireland cùng cả anh Kiên rồi. Đó, thì hôm nay thì anh em có lên ý tưởng là làm mình có rủ anh Kiên là qua đây thì để ngửi những cái mùi hương nước hoa khá là nổi tiếng ở Việt Nam của thương hiệu Maison Martin Margiela Replica. Ok, và hôm nay thì thực ra ở đây thì cũng có những mùi mình đã ngửi rồi nhưng mà đa số là mình đều chưa ngửi, thì và hôm nay mình sẽ nêu cái cảm nhận cá nhân của mình và người review chính trong ngày hôm nay sẽ là Minh. Okay. Và nếu như các bạn thấy video hay đừng quên việc like, share cũng như ấn chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất. Còn nếu như đang tìm người muốn hoa có thể xem đường link ở phía dưới mô tả nhá. Okay. Anh em chúng ta bắt đầu nhá. Ok, let's go. Okay. Anh là khách mời mà đúng không? Ok. Ê, chú chủ trì đi. Rồi ok, thế thì đây là 6 mùi hương. Thì mình sẽ kể qua một chút. Thì hai mùi ở trước đây là mùi Jack Club này. Đây là mùi Selling Day này. Đây là At The Barbers. Đây là Flower Market. Đây là Beach Walk. Và đây là Under The Lemon Trees. Chai này có review rồi. Rồi, ok. Rồi, bây giờ thì cái mùi đầu tiên thì đây là mùi mà anh Kiên đã từng review rồi. Đây là một trong những mùi hương bestseller của cái nhà này. Đấy là Jazz Club. Thì có lẽ là mình sẽ chắc là bỏ qua mùi này thôi nhỉ. Tại vì mình cũng review quá nhiều rồi. Sao thì anh gắn link ở phía trên nhá. Có rất nhiều video rồi. Bestseller là... rồi. Cho nên là quá nổi tiếng. Tóm lại là thuốc lá ngọt. Đúng rồi. Mình cũng hết từ để khen rồi. Nên là xin phép là các bạn để cho này sang bên. Rồi ok. Đấy. Thế thì cái mùi đầu tiên mà mình muốn cho anh Kiên để thử đấy là cái mùi Sailing Day. Thì như các bạn đã thấy thì cái màu chui của nó là màu xanh nước biển này. Ok. Đó, anh có thể thấy là nó khá là giống cái màu nước biển Nha Trang. Cũng kiểu xanh xanh đúng không? Và cái tên của nó là Sailing Day, nghĩa là ngày ra khơi. Thì đấy là một trong những cái điểm nhấn của cái nhà làm nước hoa này. Là họ bắt đầu kiểu mô tả và tái tạo lại những cái khoảnh khắc mà những cái perfumer người ta đi lại, người ta nhớ đến và người ta làm mùi hương okay. Để đi lại khoảnh khắc đấy. Xin luôn. Đây, xin nhá. Đó. Rồi, anh đưa thử đi. Để xem là phù hợp nhà. Đúng không? Ừ. Cái này anh ngửi phát biết kiểu hợp nữ. Nghiêng nữ nhiều. Nghiêng nữ, ok. Ừ. Nó khá là mát mẻ, rất là tươi. Đúng rồi. Cảm giác mình... kiểu hơi hơi hoa hoa một chút. Đúng rồi, có hoa. Ừ. Kiểu là con này chắc là xịt mùa hè cho các bạn nữ rất là ok. Mà anh nghĩ con này cũng kiểu khá là đa dụng ấy. Nhưng mà anh đang thắc mắc là thì thường những chai nước hoa mùa hè thì không biết là nó bám tỏa có tốt không. Okay. Liệu cái nhà Maison này có khắc phục được cái điều đấy okay. hay không? Thế thì nước hoa mùa hè của Maison Margiela thì phần lớn là độ bám tỏa là trên trung bình. Thậm chí tất cả những cái mùi hương mà nó thiên về tông citrus là cam chanh quýt bưởi thì nó cũng có một cái độ bám rất là tốt. Bởi vì ví dụ như là cái chai này, nó là mùi hương mát nhưng mà nó lại rất ít citrus, mà thay vào đấy nó là cái tông mùi aquatic, một chút hoa, một chút gỗ. Thì nó để nó gọi là toàn những cái nốt hương nặng ấy, thì nó sẽ chỉ kéo được cái tổ hợp mùi xuống, nó bám ra nên nó sẽ không bị aquatic nhá, chứ nó không bị kiểu quá là tanh đâu. Đúng rồi. Ở đây ngửi nó cảm giác mình thấy hoa nhiều, bây giờ lại khác rồi. Bây giờ một chút lâm trên hương đấy. Ừ. Lên một chút lâm trên hương nó hơi ngậy ngậy hơi tanh tanh một tí. Đây là cảm nhận ban đầu của mình á. À, những cái mùi hương này rất tốt nhất là nó nên ngửi lâu một chút. Nước hoa thì để mà khám phá được hết cái góc cạnh, cái vẻ đẹp của nó thì các bạn nên kiên nhẫn và cho nó một chút thời gian. Con này thì mình nghĩ là nghiêng nữ nhiều hơn nhá. Ừ. Thực ra thì mình thấy thì cái mùi này mình có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn, đấy là các bạn nên thử trước khi mua. Bởi vì ví dụ như da của mình là một da của mình rất là kỵ với cả những cái mùi hương aquatic, bởi vì những cái nốt này lên da của em nó rất là tanh. Ừ. Nó tanh cảm giác như kiểu là mùi tả bị tanh một cách x10 lên ấy. Thế là ngửi nó rất là khó chịu trong cái thời tiết mùa hè này. Mặc dù là mùi nó làm cho mùa hè thật nhưng mà cũng nên là thử. Thực ra là cái vấn đề aquatic cả nam hay nữ thì chúng ta đều nên thử, tại vì cái vấn đề tanh là một cái vấn đề rất là phổ biến mà bạn nên cân nhắc thật kỹ. Đúng rồi. Trước khi mua những cái nốt hương mà có những chai nước hoa có nốt hương aquatic. Đó là vị trí của Selling Day. Đúng rồi. Thế thì bây giờ chúng ta đi đến mùi tiếp theo. Ok. Em cứ xin đi, anh kẹp ở đây để cho tí nữa người lại. Thì mùi tiếp theo mà mình muốn cho anh Kiên thử đấy chính là mùi Beach Walk. Lại là một mùi hương nữa liên quan đến chủ đề là biển. Nhưng biển. Mà để xem mùi hương này nó có điều gì đặc biệt và nó khác thường so với cả Selling Day không nhá. Trông quả dui thôi là thấy nó chắc là khác khá nhiều ấy. Đúng rồi. Thế là anh cũng đã nghe vài cái lời miêu tả về cái mùi hương này thì
Mình thì mình chưa ngửi mùi này. Đây cảm giác kiểu tiệc bãi biển hơn là đi biển. Đúng rồi. Một cái màu sắc nó khá là festival party. Cảm giác là hoa, có hoa hoàng lan không? Chính xác, có y lan. Có y lan đúng không? Có y lan. Mũi anh phát ngửi hoàng lan, phát anh nhận ra luôn. Chính xác, có y lan. Nha. Và một mùi hương cực kỳ đặc biệt nữa. Anh có nhận ra không? Một loại quả. Một loại quả chứa nước bên trong. Rất nhiều nước. Hơi hơi ngậy ngậy dừa. Chính xác, mùi dừa. Ừ, nhắc đến biển mà, thì kiểu gì chả có dừa. Nhưng mà cái hoàng lan là cái mùi mà mình nhận. Nhưng mà với cá nhân mình mới ngửi cái top note thôi. Nhưng mà có một cái vấn đề là hoàng lan ở đây không bị quá là già. Đúng rồi. Anh bị ấn tượng là hoàng lan thì thường bị kết hợp với những cái nốt hương bị già, đặc biệt là ở những cái chai của Chanel đấy. Đúng rồi, chính xác. Thì đây là một cái mùi mà top note ngửi khá là ok. Thì chai này chắc là làm cho tiệc bãi biển hơn là ấy đúng không? Cũng có thể hiểu là như vậy được. Ừ. Chai này xịt đi biển thì đúng là hết nước chấm đấy. Chai này chắc bám tỏa tốt. Bám tỏa rất tốt luôn. Bởi vì đặc biệt đã có hoa hoàng lan, đã có dừa rồi, đã có một số những cái loại hoa nước nó undertone thì khẳng định là bám tỏa rất tốt. Và chai này thì cá nhân anh nghĩ rằng là thực sự là nếu mà hè Hà Nội hơi nóng thì có lẽ là hơi cân nhắc về việc số lần xịt đấy. Còn nếu mà chắc là mùa thu thì chắc là hợp lý hơn đúng không? Đúng 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 đúng. Nhìn chung thì nếu mà các bạn có thể xịt hè thì vẫn xịt được, mà tuy nhiên lưu ý thì chỉ xịt khoảng 1-2 shot thôi. À, không đấy, không nên okay. Xịt quá nhiều. Ừ, chúng ta cứ để đây. Và tiếp theo, cái biển cả xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ về với đất liền. Thì đất liền đầu tiên thì sẽ là một chai có chữ là màu hồng. Màu hồng. Baby Cute. Nhìn mới biết là chị em phụ nữ luôn. Đúng rồi, rồi cái tên là Flower Market, chợ hoa. Đó. Chợ hoa này không hiểu chợ hoa Quảng Bá không nhỉ? Thử xem là có ngửi ra mùi chợ hoa Quảng Bá không? Ban đầu nó khá là nồng. Cũng hơi nồng ạ. Hơi nồng ạ. Hoa ở đây cảm giác hoa trắng nhiều. Hoa trắng nhiều, đúng. Có nhài. Có nhài. Có huệ. Anh ngửi đây thì cảm giác huệ. Cái vai hơi kiểu sáp sáp một chút của hoa trắng. Đúng rồi, nó là tổ hợp combination rất là nhiều hoa trắng với cả nhau. Ừ. Và điểm xuyết một tí thôi là có một chút hồng. Hồng nhẹ lắm. Mở đầu thì khá là hoa và con này chắc là kiểu sẽ dành cho bạn nữ kiểu hơi bánh bèo một tí, hơi kiểu tiểu thư một tí. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ bạn nào mà kiểu năng động rồi là street style. Con này hay thì không hiểu là tái tạo cái vườn hoa ở đâu. Cái này chợ hoa ở đâu? Cái này thì ở đây cái địa điểm đấy là ở chợ hoa ở thành phố Paris vào năm 2011. Thì perfumer của mùi hương này em quên tên rồi, nhưng mà bà ấy đi một cái hội chợ hoa ở thủ đô Paris và bà ấy bị gọi là bị fascinated, bị kiểu gọi là ám ảnh với cả những cái mùi hương hoa trong cái hội chợ hoa đấy. Ở đây tổ hợp mới đầu nếu các bạn ngửi thì chắc là sẽ nhiều hoa trắng nhiều nhất. Đúng rồi. Hoa trắng. Đấy là kiểu vào đúng kiểu vào một cái chợ hoa mà các bạn kiểu đưa mũi vào hít tất cả những cái mùi cái bông hoa ở đấy luôn ấy. Chính xác, và nó có rất nhiều hoa và rất là khó để các bạn nào mà mới dùng hoa có thể ngửi ra ngay đây là hoa gì ấy. Đúng rồi. Hoa nó trộn lẫn. Các bạn cần phải có một cái thời gian để các bạn ngửi, các bạn nhận biết được những cái ấy. Còn ở đây thì mình ngửi là mới đầu mình ngửi là hoa trắng khá là nhiều. Bây giờ thì mạnh nhất thì vẫn là hoa nhài và hoa huệ. Ừ. Nhài với cả huệ. Huệ là một nhóm lớn mà. Đúng rồi. Nên là mà nó đều là thuộc nhóm hoa trắng. Ừ đúng rồi. Nên là con này chắc là cũng sẽ bám tỏa rất là tốt. Chắc phải tầm định luôn. 6 tầm 8 tiếng, 8 tiếng. Phải tầm 7 tiếng. Ừ, tầm 8 tiếng. Ra bạn nào mà hợp có khi lên 10 tiếng ấy. Ok. Rồi, chúng ta cùng nhau đến mùi gì nhỉ? Thì rồi, hoa rồi thì bây giờ mình sẽ đến cây. Ok. Thì đấy là mùi hương này. Màu juice là màu vàng xanh xanh nhạt nhạt. Giống mùi nước chanh. Hơi nước chanh một tí. Đúng rồi, mùi nước chanh. Thế con thì... này thì đó thì con này thì cái tên của nó cũng đã nói lên tất cả rồi. Under the lemon tree, giờ những tán chanh. Con này mình đã có một cái review rồi. Nhưng mà bây giờ ok. Mình đã có một cái review dành cho những chai nước hoa dành cho nam. Mà con này khá là yêu sách. Ôi sao con này ngửi khác con trước của anh ấy nhở? Thế à? Ừ, con này ngửi khá đậm hơn con trước của anh rất là nhiều. Đậm chanh hơn. Con này đậm chanh hơn, con kia của mình là như kiểu nước cam pha loãng ấy. Còn con này là khá là nhiều chanh. Đúng rồi, thế thì em nghĩ khả năng là do chênh lệch về chắc là do cái batch, chắc là do cái batch sản xuất thôi. Mà mặc dù đây theo như ở đây ghi là Palermo 987. Thì tức là đây là Palermo 987 có nghĩa là cái năm là cái nơi là cái năm mà người ta đi du lịch đến thành phố Palermo của Ý ấy. Ừ. Ông ấy nghỉ dưỡng ở đấy dưới những cái tán chanh. Thực sự là mình thay đổi cái quan điểm khi mà mình ngửi cái mùi hương này, ngửi cái chai này của mình ấy. Mình ngửi cái chai trước nó khá là nhạt nhòa ấy. Đúng rồi, thực ra thì em cũng thấy khá là kiểu question là vì sao nhiều người ta lại đánh giá hơi thấp
con ăn được từ Lemon Tree. Trong khi đối với em thì đây là một cái cốc trà chanh nhài Lipton. Rất là ok đúng không? Ở đây mình ngửi chanh cực kỳ rõ luôn, ngửi rất là thích. Và kiểu có lẽ là mình là một người chơi cái Arabica này, đấy là mình đã được thử qua nhiều chứ thực sự là anh mới thử qua đúng một chai. Nên là ngửi đến chai này thì anh lại thay đổi quan điểm, kiểu cộng thêm khá nhiều điểm cộng luôn. Mùi khá là dày, sâu hơn, nhiều chanh hơn, ngửi thích vãi. Để em ngửi thử. Ồ, nó khác con kia của anh cực luôn ấy. Khá nhiều đó. Anh nghĩ là con này bám quả cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Chính xác. Bởi vì chanh ở con này thì nó đúng là nó không phải là một cái điểm nhấn đâu. Khi nó dry down thì nó sẽ ra nhài, nó ra trà, nó ra cái nét ngọt của bạch đậu khấu là caramel ấy. Thế nên là em phải gọi đây là một cái ly gọi là trà chanh nhài. Con này đây là mùi unisex, mình nghĩ là xài rất là đa dụng vào mùa hè đấy, đặc biệt là mùa hè ở Việt Nam. Đúng không? Nam nữ có thể thể sử dụng được hết luôn. Ok. Mà rồi, độ an toàn thì khoảng 3. Tí nữa cho mình sẽ list lại tất cả những cái mùi hương mà xài cho nữ, cho nam và những cái thời điểm. Ok. Rồi thử nốt cuối cùng đi. Con Earth Barber này mình cũng đã rất là nhiều lần muốn thử. Đây mùi cuối cùng là mùi at the barbers, có nghĩa là tại một cái quán barber shop cắt tóc ở bên nước ngoài. Ok. Thế thì nó trái ngược với cả cái hình ảnh của Jack Black là một có thể các bạn gọi quen miệng là fuckboy đi. Ví dụ thế lả lơi này đó. Anh không nghĩ fuckboy lắm. Trông nó vẫn khá là lịch sự. Lịch sự đúng không? Còn đối với cả Atterborough nó sẽ là một cái vibe nó cực kỳ classic. Đàn ông chỉn chu luôn ấy. Râu ria, cạo tóc các thứ ấy. Rồi, thử xem nhá. Về đấy. Người đã thấy sạch rồi. Sạch không? Sạch. Rất sạch. Sạch nhưng mà không bị... Chắc mà chắc chắn là có lavender rồi. Chắc chắn rồi. Đã nhưng mà nó vẫn mở đầu khá là tươi. Đúng, tươi. Tươi và sáng. Anh kia có biết chứ... tươi là vì sao? Anh nghĩ là có cam chanh gì đấy. Nó không phải là có cam chanh mà là vì nó có một cái nốt hương là basil, là hồng quế. Ừ. Cho nên anh ngửi xa xa một tí anh sẽ cảm giác là đây là một mùi hương nó cho anh cảm giác giống cái mùi bọt cạo râu. Khi mà anh đi cắt tóc ở trong quán barber, mùi rất giống mùi bọt cạo râu luôn. Đó. Lavender trong này nó có một cái điểm nhấn. Đúng anh em ạ. Anh em là râu dài chắc là quen được cái mùi này. Thằng này là râu dài là cạo suốt ngày. Bạn nào mà cắt tóc mà hay ra quán barber vào lúc cạo râu ấy, mấy ông barber ông đánh bọt xong rồi quét lên mặt ấy, mùi dành cho những anh em mà thích cái kiểu hơi kiểu cổ điển một chút. Chính xác, cổ điển. Đấy. Xong rồi phong trần một tí chứ cũng không nên là kiểu ăn chơi. Quần âu sơ mi đấy. Quần âu sơ mi. Cũng mùa này thì mình nghĩ là cũng hơi kén tuổi, chắc là cũng phải tầm 23-25 đổ lên. Cũng phải tầm 23 đổ lên. Mùa này xài văn phòng rất là ok, an toàn. Chính xác. Lavender thì nó đã xuất hiện trong rất nhiều những mùi hương nổi tiếng rồi. Thế nên là cái việc mà các bạn xịt at the barber đi làm là điều hoàn toàn bình thường luôn. Có khi lại là một cái sự điểm nhấn so với rất là nhiều mùi đang rất là phổ thông trong thời điểm bây giờ. Mà mấy cái chai của Mazong này cũng không đắt lắm mà. Đúng rồi, giá trong tầm 100ml nó chỉ khoảng tầm 2 triệu 8, 3 triệu gì đấy em. Tầm 3 triệu. Đúng rồi. Khá là ok. Khá là ok. Mà xịt có khi chắc phải 2-3 năm nó mới hết mất. Mà chai rất là đẹp. Chai đẹp, thời trang đúng không? Đúng rồi. Một cái điểm nhấn là, có một cái điểm nhấn đấy là cái miếng vải này. Nó là vải và nó là một miếng vải. Mà cái thương hiệu Maison Margiela này đấy là một cái quyết định đột phá đó, cái việc khi mà họ thiết kế cái chai đấy. Bởi vì không một nhà thiết kế thời trang nào họ dám dán một cái miếng vải lên chai nước hoa và ghi tên và có những cái thông tin mùi lên cả. Anh nghĩ nhá, kiểu mà mua hai chai xong rồi kiểu xịt lên ấy. Hai chai cùng là một loại xong rồi xịt lên để thỉnh thoảng ngửi đây thôi cũng phê. Ồ, phê mà, rất phê luôn. Và ở đây họ quấn mua cả một cái lớp dây dù ấy. Và một cái đặc điểm của nhà nước hoa replica Maison Margiela đấy là nước hoa của họ không có nắp. Đó, nó khác biệt so với rất nhiều những cái nắp khác. Còn thường thì nhiều người sẽ chế một cái kiểu cái ấy nhựa nhỉ, cái lõi nhựa cái lõi, để cái vào che thôi. Nhưng mình nghĩ là không cần thiết lắm. Đúng rồi. Bởi vì nếu mà mình bảo quản tốt, kiểu nhiệt độ mát rồi không bị ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào thì nó thoải mái, nó không vấn đề gì lắm. Vậy thì bây giờ anh em mình chốt lại nhá. Rồi. Cho nam thì chúng ta có Usher Barber này. Jack Clap thì chắc chắn rồi. Rồi. Đấy. Under the Lemon Tree thì unisex thôi. Ok. Con này cũng được này. Con này em nghĩ là nên là unisex. Con này thì chúng ta đang có hai mùi cho nam là da và under này. À, da và Earth the Barber này. Và unisex thì chúng ta có under the rồi tree. Đây là under the lemon tree này. Rồi Beachwalk này. Sailing Day cũng có thể coi là unisex được. Nhưng mà anh thì anh chấm nó nghiêng nữ hơn. Nhưng anh thấy nó nghiêng nữ hơn à? Anh chấm nó nghiêng nữ hơn một chút. Hơn con này và Flower. Đây là những cái mùi hương mà
mình nghĩ rằng là các bạn có thể thử. Đây là 6 mùi mà Minh mang tới và Minh nói rằng là đây là những cái mùi mà bạn rất là dễ dàng tìm kiếm ở thị trường Việt Nam. Và bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái mùi hương hay của nhà này mà nếu như có dịp khác thì mình sẽ mời Minh. Hoặc là mình nếu như mình sở hữu thì mình cũng sẽ mời thêm một vài bạn khách mời khác để đến chia sẻ cảm nhận về những cái mùi hương đấy. Và nếu như các bạn thấy video này của mình hay thì đừng quên việc like, share nhé, ấn nút chuông theo dõi để có thể cập nhật những cái video khác của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.